Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung Đông nóng rực, Hezbollah trả đũa dội hàng loạt tên lửa vào Israel khiến 37 người chết. Ghi nhận tờ báo Người Lao Động, Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào Lebanon, tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến Hezbollah, đồng thời hạn chế tụ tập tại thành phố Haifa và các khu vực phía bắc Israel. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 21 tháng 9 cho biết, hàng chục máy bay chiến đấu đã tấn công ác liệt vào miền nam Lebanon sau khi phát hiện Hezbollah chuẩn bị bắn về phía lãnh thổ Israel. Theo đài BBC, cuộc tấn công mới nhất của Israel diễn ra một ngày sau khi nước này tiến hành không kích ở Beirut. IDF cho biết, cuộc không kích đã tiêu diệt hàng chục chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Về phía Lebanon, nước này thông báo có 37 người, bao gồm 3 trẻ em thiệt mạng. Cũng trong ngày 21 tháng 9, IDF công bố các hạn chế mới đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel, bao gồm thành phố Haifa và một số khu vực ở phía nam cao nguyên Golan, bắt đầu từ 20h30 phút giờ địa phương. Theo đó, IDF giới hạn các cuộc tụ tập ở mức 30 người tham gia trong không gian mở và 300 người tham gia với không gian kín. Các hoạt động giáo dục có thể tiếp tục và người dân có thể đi làm miễn nơi làm việc an toàn. Mới đây, theo đài RT, trang Israel National News, vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9 giờ địa phương, còi báo động vang lên ở hàng chục thành phố ở miền Bắc Israel, phát cảnh báo cho hơn 70 cộng đồng rằng các tên lửa đang bay tới. Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa về phía Bắc Israel, được cho là nhắm vào căn cứ Ramat David. Theo thông tin ban đầu, Hezbollah đã bắn tên lửa Fazia-5 làm một người bị thương. Hầu hết tên lửa bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Afula và các cộng đồng lân cận bị mất điện. IDF ngay lập tức thông báo, sau tiếng còi báo động vang lên cách đây không lâu, tại khu vực thung lũng Jebril, khoảng 10 tên lửa được phát hiện bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel. Hầu hết bị đánh chặn và một quả rơi xuống khu vực Nazareth. Vụ tấn công này đánh dấu vòng leo thang mới nhất giữa Israel và Hezbollah. Hiện tại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tổ chức một cuộc tham vấn an ninh có sự tham dự của các bộ trưởng và quan chức cấp cao trong ngành quốc phòng. Không phận Israel đóng cửa từ Hadera về phía Bắc cho đến hết ngày 24 tháng 9. Đài RT dẫn tuyên bố của IDF nói rằng họ tấn công khoảng 180 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 21 tháng 9, phá hủy hàng ngàn ống phóng tên lửa đang sẵn sàng sử dụng. Lo ngại xung đột có thể bùng phát toàn diện, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại mới cho những công dân đang ở Lebanon. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Beirut khuyến cáo người dân không nên đến Lebanon hoặc rời đi nếu đang ở quốc gia này. Bộ Ngoại giao Jordan cũng đưa ra lời khuyên tương tự, kêu gọi những người hiện ở Lebanon rời đi càng sớm càng tốt. Người thiệt mạng trong vụ Israel tập kích thủ đô Liban. Theo báo Dân trí, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 7 phụ nữ, sau khi Israel tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban hôm ngày 20 tháng 9. Lực lượng cứu hộ ở Beirut hôm ngày 21 tháng 9 tiếp tục tìm kiếm những người mất tích có thể còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Quân đội Israel xác nhận đã tấn công tầng hầm của một tòa nhà ở ngoài ô Beirut hôm ngày 20 tháng 9. Israel xác định đây là nơi diễn ra cuộc họp của các chỉ huy cấp cao Hezbollah, trong đó có những người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Radwan, ông Ibrahim Akin và chỉ huy cấp cao khác là Ahmed Wabi. Vụ tấn công gần như sang phẳng tòa nhà cao tầng này và làm hư hại một nhà trẻ bên cạnh. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 37 người, trong số đó 3 trẻ em và 7 phụ nữ, thiệt mạng do vụ tập kích của Israel. Trong khi đó, Hezbollah cho hay 16 thành viên của lực lượng này, trong đó có chỉ huy Ibrahim Akin, thiệt mạng trong vụ tấn công có thể coi là chết chóc nhất của Israel gần một năm qua. Một ngày sau, các máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục oanh tạc miền nam Liban. Israel tuyên bố phá hủy hơn 100 bệ phóng rocket của Hezbollah. Hezbollah đã đáp trả bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel. Căng thẳng giữa Israel và Liban leo thang sau khi lực lượng Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel kể từ cuối năm ngoái để phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv ở dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đầu tuần này cho biết quân đội Israel đang mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến, đồng thời nói thêm rằng trọng tâm quân sự của Israel đang chuyển hướng về khu vực biên giới phía bắc, giáp Liban.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liban rúng động bởi vụ nổ hàng nghìn máy nhân tên và bầu đàm khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Chính phủ Liban và Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, song theo Aviv, đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận. Israel sẵn sàng cho hành động đáp trả của Hezbollah. Những diễn biến gần đây giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột lan rộng hơn ở khu vực. Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi chiến sự ở Gaza chấm dứt. Giới chức Mỹ nói rằng điều đó khó có thể sớm xảy ra. Israel muốn Hezbollah ngừng bắn và rút lực lượng khỏi khu vực biên giới, tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã ký với Israel năm 2006, bất kỳ thỏa thuận nào về Gaza. Dự đoán Hezbollah sẽ trả đũa, quân đội Israel đã hạn chế tụ tập và nâng mức cảnh báo đối với cư dân ở các cộng đồng miền Bắc và thậm chí các khu vực ở miền Nam tới tận thành phố ven biển Haifa. Điều này cho thấy Israel nghĩ rằng Hezbollah có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Israel so với các cuộc tập kích trước kia. Quân đội Israel cho biết không phận ở miền Bắc Israel từ thành phố Hadera về phía Bắc đã cấm các chuyến bay tư nhân, nhưng các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng. Israel tập kích thành trì Hezbollah, chỉ huy Akil, đơn vị tinh nhuệ của Beirut, bị hạ sát. Theo báo Tuổi Trẻ Online, chỉ huy quân sự hàng đầu Hezbollah Ibrahim Akil chính là người mà Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 7 triệu đô la Mỹ để bắt giữ. Sáng sớm ngày 21 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon xác nhận chỉ huy quân sự hàng đầu của họ Ibrahim Akil đã thiệt mạng, gọi ông là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel và một nguồn tin an ninh tại Lebanon cho biết ông Ibrahim Akil đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut hôm ngày 20 tháng 9. Quân đội Israel mô tả ông Akil là chỉ huy tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Rakhwan thuộc Hezbollah và cho biết họ cũng đã tiêu diệt khoảng 10 chỉ huy khác của Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon thông tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích và số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ làm việc suốt đêm. Theo báo USA Today, Ibrahim Akil là nhân vật bị Mỹ truy nã vì vai trò của người này trong các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ và một doanh trại thủy quân lục chiến năm 1983, khiến tổng cộng 300 người Mỹ thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ Akil. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định Akil, còn được gọi là Tassin, là thành viên cơ quan quân sự cao nhất của nhóm Hezbollah, Hội đồng Jihad. Vào những năm 1980, khi các phe phái khác nhau tranh giành quyền kiểm soát Lebanon và một đội thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai đến làm lực lượng gìn giữ hòa bình, ông Akil lúc đó là nhân vật hàng đầu trong tổ chức Thánh chiến Hồi giáo của Hezbollah. Nhóm này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Beirut vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng và doanh trại thủy quân lục chiến vào tháng 10 năm đó, khiến 241 người Mỹ thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Akil cũng giám sát các vụ bắt cóc con tin người Mỹ và Đức ở Lebanon. Bộ này gọi Akil là kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt vào năm 2019. Quân đội Israel cho biết ông Akil là người đứng đầu nhiều chiến dịch của Hezbollah kể từ năm 2004 và chịu trách nhiệm cho một kế hoạch tấn công miền Bắc Israel, tương tự như cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cái chết của chỉ huy quân sự này diễn ra vào thời điểm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau các vụ nổ máy nhân tên và bầu đàm khiến hơn 30 người chết, hàng ngàn người bị thương trên khắp Lebanon tuần này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!